con cái lỗ, thấy cái lỗ thầm. Thẳng lên. Thẳng lên đó luôn. Rồi đó, ok. Đường ai dưới đất á. Tắt đèn cho con. Má trời quá mà, trời quá. Vậy thì bằng ngày ta lên ta dịch trà. Đợi cho lên cái đi. Mở cái ra lấy 2 ly chậm luôn. Nếu ngày lỗ rồi. Rồi lấy cái ly luôn đi con, nó lưu bự lắm. Ngày lỗ cũng không được. Nó cạnh rồi, mình lên cái trái nó thấy quá. Chứ mày thấy lỗ không? Thấy luôn, thấy. Dội cái cây ấy ra nè. Nó bận gì mà nó nếu Phật nếu tà ra gì. Nó bận gì? Sao nó nếu Phật gì? Nếu tà ra mà. Cậu đốt giờ mà không lấy xuống được à, cháu quá bây giờ quá lấy không được cái gì. Đốt xong giờ không được leo lên chặt khỉ leo cây. Đó rồi, bước cái giò lên đây nè. Đó, ngay cái đèn tao rọi á. Ngay cái đèn tao rọi nè. Ngay ở ngay trắng hai đó, bước qua, ừ. Bờ bắt ong không có chuyên nghiệp nó có khác. Rồi. Dây nhiều phải không? Cơm đi. Lấy nè. Ăn cơm, lấy cơm. Bật đèn lên. Lắm hàng lên. Tạm con thì cũng không có được. Dính quá chẳng dính mà. Cái nhánh nó đầm muôn quạt hết. Cái ổ luôn. Cái chẳng ngáy à. Mấy cây cây hồi nãy em chặt ngon quá. Ngó từ xa không ấy chứ là càng ấy cũng quá chừng này chứ đầy nè đủ đầy chứ ở ngon nè cầu nhỏ hả dạ rồi bỏ vô đi chặt cái nhóm nhỏ đi cái bỏ nguyên ổ vô ngon quá. Bỏ nhỏ đi cái bịch cầu nhỏ ứa mình cái đặt chặt cái rớt con rớt nấu rớt con con không con hả nè ta cứ cứ cầm dây á cứ bỏ mẹ vô về nhà ấy cứ cầm dây nè dưới này dính nè
xong rồi. Rồi. Ê, bộ rồi thôi. Không biết rồi. Phim thế này. Uống chưa? Vô vậy có đi ăn ăn miếng thì để uống thuốc vô. Cơm không á. Mũi. Tự nhiên ăn thịt giờ thì chưa ngọt cái ngay. Vô nào cũng ngọt đầy luôn rồi. Để tao vô. Con quá tại quá con nó bị bẻ nữa, trong cái đống. Con bự. Mà vô đi cơm ăn đi. Ăn đây không ơi, ăn nào cũng có. Cái này mày tọt xuống còn. Lại lại đây ngồi nè. Nó xuống. Lại đây. Ờ. Ủa kêu phụ anh hai đi. Này này. Đừng đẻ đừng đẻ. Lọc ra nè. Đó, lọc ra cái bỏ vô cái đựng ra hết nè. Lọc ra. Ừ, trong đó kìa. Ừ. Đây nữa nè. Cũng bộn rồi chứ. Tính ba tầng mà như đây cũng bộn rồi. Ký chứ ở đâu à. Ông kêu ai? Điện ai vô? Ông Chí. Quậy chứ tôi ha, mà sao bị mày tào lao nữa. Tới giờ ngứa mồm nữa rồi đó. Xì quá. Điện thoại trên đó hả? Ông ấy ông giữ mà ông hỏi tôi ông kêu đưa cho ông rồi đâu. Thank you.
Rồi vô. Ok. Này, để đâu đây? Để đây đi. Để lấy muỗng múc gấp 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 bực. Gấp cho con gái sợ con đen đó. Con vợ tôi không đâu quá. Sướng. Trời. Ba vậy nó không ăn mà ăn bậy. Con thì ăn y như con gì con đưa dừa không? Không. Mấy bảy ngày hả? Bảy ngày chưa? Khác hoàn toàn. Lấy về tính ngày mai đem xuống ngày cái hai cái bùi vú coi bằng con gà nó bắt hai mấy sóc này đó. Xuống ngày cắn phá vừa 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 hết. Chú chú tư nứa chứ. Tựa như vậy nó béo béo. Cái bùi nứa. Nó lấy gì mà mùi nó hơi sợ. Nó hơi là dính trồn ta. Thôi hả? Cú vậy nó mới đã. Giờ em cái gì nó không dứt được. Cơm mà bữa nay thắt khu rồi. Tại sao mà đun dừa nó ăn không bị ra? Không. Cứ đun dừa làm gì cũng không luôn mà. Có. Thôi giờ cho ăn thử đi. Ăn không? Thử đi. Ăn thử không? Thôi ăn làm mình cuốn đi. Cái này mấy cái này là nó khỏi nó quýnh một phát rồi mà khổ. Thử con hai con thôi, có nghe ngứa con, không? Con cuốn mà nhiều quá. Con hai con thôi. Mày ăn thử đi. Ăn chưa? Nó đứng ngồi gãi kìa. Nó gãi rồi kìa. Nó chưa ăn rồi nó chưa ăn. Nó chưa ăn mà nó gãi rồi đó. Này gặp cô đâu cũng mời lắm. Ai? Ông vô tình hình kìa. Cô đầu kêu vô qua rồi chú. Cô về do. Quay mới đứng nhờ. Đã tôi kêu rồi. Rồi mà ba ông nó bị bệnh mệt gì á. Ba ơi, không ăn hả? Không gì? Con này con đen không có ăn mà. Đâu có khi đi thị thì phải ăn chứ. Con đậu đen, hồi đó nó đỏ như đâu có đen. Rớt cái đất lên, bóc lên mà nghe còn ngon. Học sinh nè. Trên nữa mà sao mà. Đâu biết cái đó là cái gì. Bạn nói chuyện hại não quá bạn. Để này là ta lên ta coi được nhiều nhiều xíu. Ông nó không biết mà gì hai nói nó mới nghĩ vậy á. Cho nó ăn một hai con thử coi. Con nó ăn thôi. Ngon chừng nào cũng ghi thứ hai. Nó ăn thử rồi. Có ăn 3 chứ. Tao cho ăn để thứ hai từng tới năm là bỏ vậy nè, cái mình rắc nó lên nó không bị ướt bánh tráng. Cô rượu mà cũng ấy ấy. Thôi nó bỏ cho tao này nè, nó không có bánh tráng. Cô nó không có chữa được. Gì rắn không hết gì quốc hết nè. Làm cho tao này nè nó. Nó nhìn cắn đã không? Cái gì con dừa nè, con dừa. Dừa tao ăn nó y như ba đó. Con ăn gì con dừa. Trời đun đun dừa mà. Tay về ăn cơm hả? Dám ăn sống không? Dám. Tôi lấy một muối muối tôm ra. Đem vết vô cắn bập xé cái đầu vô. Tội nhỏ nó không mua. Cắn lắm không qua. Mấy con đi sao đi thì lấy hết luôn thầy. Rồi, con đi thì sao đâu sao đâu. Nó không có cắn được à. Rồi vô. Ăn thử cho mình biết chứ để không có ấy mà mốt rồi nhỏ không ăn. Dạ không con đâu có ăn. Cái đó mình ăn hai lần nữa. Con ăn chưa? Con ăn rồi. Ăn rồi hả? Mà có bị ngứa không? Có. Để ăn bằng cúng tá, cúng tá làm cuốn. Cô mẹ hồi nãy nói cũng khoái lắm mà đi đóng tiêu hết. Chưa tôi bán chưa? Rồi chén nè. Mua bún đèn. Mua bún đèn đâu không hết mẹ. Mấy gì chưa uống chưa? Chưa. Tiên đen ăn giòn. Cố. Ăn tiên ăn ngon. Phải đen phải cân đen. Con đen ăn ngon. Nó giòn giòn.
ăn nó sợ là kim. Kim đâu kim, mấy con cái đậu mở đi. Mấy cái gì mà đó, mà cái đó đó. Đó, con đó với con đánh. Cái gì mà cái không cho ăn rồi ăn cái gì đang nghỉ ăn không ăn nó chín gì không ăn là ăn đồ sống xin đấy nó rồi nó ăn hả thôi cho nó chơi biết nhiều trời nó hư vậy làm cho nó uống rồi đánh tôi cua có bé cua đó thôi nãy không muốn cho nó cuốn đó từ từ coi nó có bị ứng không ngồi lâu lâu nó phải lâu rồi mới phải được liền. Mà ăn cuốn được không cuốn à để khoảng nó mười lăm ngày ăn mấy con nó bị à. Nó bị ra nó có bị ra không bị nhưng mà nó thời gian nó phát cũng lâu lắm phải vậy chú tám đó ổng ăn vô được 5 phút là ổng nổi ổng khác mỗi người mỗi khác như hồi đó tao ăn mà cái bắn nhiều không tự tay bả đưa đi cua ri có nghe ngứa gì không không nghe ngứa vô ăn đi chút cái loại này 50 nè có loại không có ngứa vô mà ăn luôn bữa ông tôi mua cái loại đó nãy có ăn chưa nãy có ăn rồi ha nó không bị đâu bà Mỹ bán có 7 có ta có 70 chục còn này 50 là cái loại này nhỏ nè nó bị rồi mà ít thì nó nãy giờ nó ngồi nãy giờ cũng lâu rồi lâu mới ăn không dữ nó cũng đúng ấy nó trong vòng 5 phút à sao rồi tao hồi đó tao bị đây tao biết mà hồi đó cái chén này nè tao múc đúng có 2 muỗng tao ăn tao xong thôi chưa được 5 phút nữa là tao bị sổ liền nó ngứa mà nó nổi cái quỷ tiệu nó đem dẫn tao đi câu con cá cái xuống câu xong cái quay về không có cá nó hơi đi thăm lô nó thăm lô nó có quay lại ủa không nước sao nó đẩy cái đúng cái dạng nào hết luôn đúng ra ha nổi lên con kia luôn cái chừa con nào hả dạ rồi quên cái chừa câu không mà lấy hết luôn á lấy đun trộn với mấy kia câu nhưng mà luôn còn nhiều chắc cũng 30 con hơn 30 con ngon bự quá con rồi lấy rồi đó chín chưa sống không như làm của chín xuống ngay cái bàn đó xuống ngay cái bàn của con bé học ơi nhưng không có bệnh thấm quá 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 gì vậy nó ăn thấm ngon thôi chứ lớp mẹ ăn chín không ngon bỏ lớp vô không bữa tao làm rồi nói chứ đâu phải người nặng miệng ăn cuốn là gọn cứng gì nữa ăn cuốn hồi nãy giờ hồi đưa em ra giờ luôn rồi có bị rồi như hồi đó không bị đó có thấy đâu bỏ lá lớp dưới á mẹ cuốn lên nó không có ướt cái là bên trái nhìn kia nó chạy lên tính muốn đèn chứ dòm tí pha đông tôi nói ủa sao trên đó cái gì mà tưởng đông dữ con bà ra